thiền niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thanh tịnh điềm nhiên niệm Phật Đà, hàng lòng sáu chữ chớ đề xa, cho tâm an lạc hòa cơ thể, thanh tịnh nhẹ nhàng chớ nghĩ ra, niệm Phật cho tâm được nhẹ nhàng, cứ ngồi thiền tịnh trí vẻ vang, cứ lo gìn giữ tâm mật niệm, khế hợp Phật Đà chớ để tan, hít thở vô ra nhẹ điều hòa, cùng lời niệm Phật khít lại ta niệm trong tư tưởng nào ai biết. Bất chợt hiện hình tướng quỷ ma. Bền trí trì ngồi như đá cây. Giữ tâm thanh tịnh vào lúc này. Tả à, ma quỷ lộng đâu có sợ. Niệm niệm di đà nó phải quay. Niệm Phật thiền tu mới lắng lòng. Ngồi nhiều tuy đục cũng thành trong. Niệm mãi niệm hoài câu lục tự. Giải thoát trần mê được qua dòng. Niệm Phật thiền mau mới được lành. Ngồi nhiều cảm phúc mến chúng sanh lòng từ ta có tâm quảng đại, tịnh niệm nhiều năm tắm suối lòng, mát mẻ suối lòng nhờ tịnh tu, thiền tâm niệm Phật hết oán thù, mắt trần híp lại không nhìn nữa, hàng ngày cố nhớ niệm công phu, ngồi đâu cũng được phải yên tâm, sám hối cầu xin nguyện âm thầm, lo tu niệm Phật cho rốt giáo, hướng Phật cứ đi khỏi sai lầm. Nam Mô A Di Đà Phật nam mô quan thế âm bồ tát vô danh ẩn sĩ giới thiệu pháp thiền niệm phật cho quý anh em đạo hữu bốn phương cùng một nguồn gốc đạo phật sư phụ tiền bối chúng ta chia ra nhiều trường là vì tùy phật tử ở xa hay gần ở đô thành hay thôn quê tùy căn cơ tùy duyên mà quý ngài mở trường lớp để dạy học phật tu nhân thiền niệm phật là pháp môn dễ dàng cho các hàng phật tử đừng nghĩ là pháp môn niệm phật đơn giản không có gì quan trọng dễ mà khó. Vì pháp môn thiền niệm Phật là pháp môn thiền quán tự tại đi đứng nằm ngồi, thiền trong khi làm mọi việc sĩ nông công thương, thiền niệm trực tiếp trong từng hơi thở. Đó là một pháp thiền niệm giúp hành giả sáng suốt, mạnh khỏe, chấn chỉnh toàn thân tâm. Xin thưa chư quý vị cao tăng trưởng đạo trí thức từ bi hoan hỷ cho một người vô danh ẩn sĩ nương náu trốn núi rừng hoang dã sớm chiều chăm lo niệm Phật. Nói về pháp thiền niệm Phật, phải ung dung tự tại, bất luận ngày giờ. Suốt ngày bận rộn công việc làm ăn kiếm cơm nuôi thân, tối về quý vị hãy dành chút thì giờ ngồi quán tưởng coi cho ngày qua mình có làm điều gì sai trái, có phạm luật ngũ giới cấm không, dục vọng của mình có tăng hay giảm. Hãy ngồi lại quán tưởng kiểm coi mình mất mát những gì trong tâm. Khi ngồi tọa thiền chấp tay niệm Phật, tiếng niệm Phật hòa cùng hơi thở ra vô, không được cầu xin gì. Khi hành giả kiểm truy soi bên trong, tâm phải thanh tịnh buông thả trong lòng mát mẻ tay chân thoải mái thong dong tập trung niệm phật phải tránh niệm không tạp niệm hay tà niệm không nghĩ chuyện bâng quơ bên ngoài không buồn vui lẫn lộn không nhớ việc đã rồi không chấp việc thiện ác lớn nhỏ thiền niệm phật là gì là để dừng lại ví như chúng ta đi trên đường gánh hàng cứu kịt quá nặng phải dừng lại kiểm coi món hàng nào không cần thì mau vứt bỏ chỉ chưa món hàng nào cần, do nơi mình lựa chọn để rảnh rang nhẹ gánh trên hành trình. Ngồi thiền niệm Phật chưa thành Phật được ngay tức khắc, muốn thành Phật đạo, hành giả đừng vội vã hấp tấp, mà phải nhấn niệm dày công thậm thâm vi diệu. Chờ trái chín trên cành tự nhiên rồi hái sẽ có được sinh tố hương vị thơm tho ngọt ngào. Không nên hái sớm rú ép mất tinh chất thiên nhiên ắt sẽ hư hoại. Xin quý vị hoan hỷ tiếp nhận lời nói này của vô danh ẩn sĩ thiền niệm Phật mới gần Phật được. Đặng gội nhuần bẩn trực nhiều đời. Niệm cho tâm tánh thành thơi. Khít liền với Phật đừng lơi phút nào. Ngồi yên tịnh ngăn nào lục dục. Đừng nghĩ suy phàm tục nặng nề. Bớt buồn giảm sự u mê. Tâm hồn nhàn nhẹ trở về cội xưa. Lên thuyền ngồi thầy bơi mới được. Mạng nghĩa nhân đức phước cho đầy. Khỏi ngồi định hướng đông tây. Chỉ cần trao sửa sau này nhờ thân thiền tu vững tinh thần cho chắc, không động tâm cân nhắc liền liền, cứ lo niệm Phật thường xuyên, quên đi mọi việc tư riêng phàm đời, ngồi yên lặng khắp nơi có động, tâm kịp thời nhanh chóng vững vàng, dáng gìn đừng để dở dang, thở ra vô nhẹ bảo an linh hồn, dùng tư tưởng soi bồn nước tịnh, nghĩ xác thân không dính chỗ nào, cho tinh thần khí hợp nhau, diệt tan mạch huyệt dơ nào quá lâu, thiền khỏi mặc sồng nâu y phục bất cứ ngồi tá túc chỗ nào đừng định giờ phút lâu mau cản ngăn lục dục tâm nào khởi sanh thiền ấm áp lạnh tanh khó tới điều hòa mình không khởi việc gì nằm ngồi rồi lại đứng đi phải gìn tư tưởng không di không rời đừng để ra khỏi nơi thân xác tuy sau này mục mặt mặc tình coi như nó một con tinh nhờ nó ta mượn chủ hình giúp ta như trồng cây lấy hoa nhạt trái. Nếu cây suy đâu hái được gì, phải lo chăm sóc lẹ đi. Đừng vun bồi quá cây thời tốt nhanh. Thiền niệm Phật phận danh chỉ lối. Thiền là dừng thấy tội lỗi mình. Không bắt lại bái van xin. Đừng cho cảm xúc ma tình quấn đeo. Cứ niệm Phật nương theo hơi thở. Lòng dặn lòng từng phút từng giờ. Không để lãnh đạm thở ơ. Nhà trong ngoại rột kịp thời sửa xây. Này thầy chỉ pháp thiền rất dễ. Đừng bỏ rơi xác thể của mình. Nhờ nó hấp thụ tâm linh. Lại còn xây đắp đức tin là đường. Mượn thiền xác tận tường đôi khúc. Lách vũng ao cồn bãi đục trong. Thiền theo đúng lý ngược dòng. Ngồi cho vững chắc thầy cầm lướt qua. Thiền kín liệm sâu xa khó kiếm. Nhờ di đà mật niệm hàng ngày. Rõ ràng nào có lật phai. Thiền đi thay đổi, đổi thay tự mình thiền nuôi dưỡng tâm linh mới được. Niệm như rào kẽm cước ngăn ngừa. Đừng cho chúng phá sớm chưa. Tam bành lục tặc sớm chưa gần kề. Thiền hỷ xa đừng mê cố chấp. Rất thậm thâm hấp tấp dã rời. Thiền thân, thân được thành thơi. Thiền tâm, tâm được đổi rời về tiên. Người tu học phải thiền mới định. Chọn đường về sâu kín lìa đời. Giới định huệ sáng khắp nơi dọi soi mới thấy vậy thời trong tà ngồi thiền niệm Phật Đà nguyện trước chỉ sáu câu nối bước đi theo không được ý nghĩ giàu nghèo nương theo thiền bát thầy trèo qua sông phải quyết trí rửa lòng cho sạch không ngồi thiền không cách nào làm chắt chiêu lòng tục tánh ham tâm còn dấy động việc phàm dối răm, cứ bình luận tu tâm dưỡng tánh nói không hành khổ hạnh xa lìa tới giờ ai đến sớt chia tâm mình không tịnh khó về tây phương nay thầy chỉ nhiều đường vạn nẻo tự nơi trò tròn méo cứ làm không hành cho đúng khổ cam không học đến chốn được làm việc chi ngồi bình lặng nghĩ suy quán xét nhờ trí minh đặng vẹt mây mù đóng thành băng khối mở lu thầy dạy trò dáng công phu tịnh thiền trước nhất diệt não phiền giận rũi. nó là rơm cây củi gần kề lửa là nóng giận u mê thù nhân bốc cháy tràn trề hủy thân ngồi bình lặng tâm thần tự kiểm thấy được rồi kín liệm kiên trì từ từ dục vọng bớt đi đèn phàm tắt lặng vơi đi lu mờ thiền niệm phật kịp giờ mới quý già cả rồi thiền trí lu mờ đâu còn như thùa còn thơ cứ lo niệm phật thành thơi xác phàm cũng được ngăn không làm việc xấu niệm hết đời cũng thấu phật trời linh hồn cũng được thành thơi xác thân tại thế cũng thời bình an cứ niệm phật phục hàng ma chướng niệm bên trong gỡ vướng bẫy lòng thân chưa tu được hòa trong cùng nhờ niệm phật hòa đồng chúng sanh niệm niệm mãi cũng thành phật vậy cửa di đà mở sẵn cứ về niệm đừng còn sự đam mê trần gian lìa bỏ đặng về tây phương dáng niệm phật tâm thường bình đẳng đường còn dài thấm mặn nhiều đời. Thạnh suy cất lại một nơi, lên thuyền niệm Phật về thời bồng lai. Này bớ gái hay trai nghe kỹ, thầy đại từ hoan hỉ chỉ dùm, đặng còn thánh đức sống chung, ngôi nhà vũ trụ hiệp cùng chung dân. Thiền niệm Phật phải cần cho gấp, đặng qua sông gió tấp tới giờ, nhắc thiền bằng phú thi thơ, nhận rồi dáng học làm ngơ ta buồn, niệm Phật thiền tu đắc kim thân ngày đêm cố gắng đặng chuyên cần sớm lo tu học chiều thiền định cho được yên lòng chẳng bâng khuâng muốn về gói phật bằng cách nào đi xe đi bộ hay đi tàu không tu tư tưởng ta nghĩ tới nhập môn thiền pháp rất tới mau thiền để nội soi tận đáy lòng coi mình còn đục hay là trong khai ra cho hết luồng nước bẩn lọc nước từ bi chứa lại lòng ngồi thiền quán xét định một đường ta phải bỏ phàm chớ vấn vương. Giáng tu rốt giáo ôi trực vãng, cố gắng mà về cảnh Tây Phương, đắm say phàm tục quá nhiều đời. Khó mà lìa bỏ chúng sanh ơi, đầu kia phải đội vai cõng vác, chiều xế ta nhìn ta tả tơi, bể khổ lúc nào lệ hết rơi, giả trang trang giả đó thấy đời. Hết màn đổi lớp nào ai biết, đến chừng sức tỉnh thấy chơi vơi thiên để thấy ta chẳng có gì. Giàu sang nhung luận để làm chi. Chiều còn tối mất ôi đáng tiếc. Còn mãi ngủ mê hởi ly bì. Làm sao phân biệt thánh với phàm. Đặng rồi kế nghiệp trốn nhà nam. Tu hiền đắc quả thành thánh đó. Giữ hung gian ác chính mình làm. Từ phàm sang thánh chẳng khó đâu. Tập sự tu tâm nhấn đứng đầu. Hiền hậu dung hỏa nói thánh đức. Này thầy bình luận nhắn đôi câu tập sửa hiền hòa đặng ngồi tu thiền niệm di đà đó công phu tâm linh tư tưởng về cõi phật vườn tiên sứ ấy được ngao du dáng thiền tịnh niệm chớ nghĩ suy thở ra vô nhẹ tiếp nhanh đi từ từ đặng thở cho hòa nhịp đừng nghĩ như phàm vội bước đi nguyện vái phật ngài ở năm non cho người tu niệm được vuông tròn vững chắc thời kỳ qua bể khổ thủy trung trung thủy vẹn lòng son thiền đạo vô vi cứ niệm thầm chỉ còn tồn tại ý với tâm nhiều ngày năm tháng quen không khó tất cả mất còn do nơi tâm giữ gìn của phật đặng đem về thiền giác xa trần chớ say mê bình đẳng tâm lòng là của phật của phàm nhìn rõ quá chán chê thiền hỏi lại ta mới tận tường chỗ nào vinh nhục xanh bất lương đặng rồi diệt bỏ mình lùi bước không hỏi thở than khúc đoạn trường. Dáng nghe thầy giận phút sau cùng. Phải ngồi thiền niệm để tập trung. Đừng xem ta rẻ đem quăng vụt. Đừng có đổi thay đối lạnh lùng. Tu tâm dưỡng tánh nhờ thiền. Thầy bơi rước trẻ qua miền tân dân. Màu lo tịnh luyện hồn thân. Lòng mình như suối trào dâng ạt ảo. Tu hành đừng nghĩ lâu mau. Pháp thiền tịnh độ rồi trao học hành. Nếu cho muốn được nên danh. Lý Kinh thông hiểu thiện hành mau đi. Nam mộ trời Phật chứng chi. Cho người tu niệm mau đi khỏi phàm. Thầy nay nhận lãnh phải làm. Lên thuyền rước đạo cô đàm dựa nương. Nếu ai muốn hiểu tận tường. Ngồi thiền vững chắc đoạn trường cũng qua. Ta đâu nghĩ lợi cho ta. Thương đời muốn cứu bá ra buổi này. Mong sao tớ lại gặp thầy. Thuyền ngài trở hết đủ đầy về quê. Thấy đời này quá tái tê. Dáng ngồi suy nghĩ giác mê tự mình. Hưu hưu đổi núi thánh linh. Thần rừng đứng lặng ngồi nhìn thương ta. Dương trần cảnh khổ chưa qua. Ai tu nấy hưởng vậy mà biết không? Thương dân ta lái thuyền lòng. Bảo người tu tịnh qua sông khỏi chìm. Lên thuyền ngồi rất là im. Sóng rồi gió bão thầy tìm cách qua. Nơi đây là trốn ái hà. Biển trần rồi dập trò mà biết không? Màu lò thanh tịnh thiền lòng dáng ngồi bình tĩnh hòa đồng cả hai đạo đời quần nặng hai vai nhờ đời sanh đạo buồn bài rõ thông ngày nay thầy quá nhiệt lòng thiền từ chờ sẵn thuyền lòng dáng lên trao tâm sửa tánh cho bền ngồi cần lục xét đừng quên mình còn cuối bài thầy dặn chúng con ngồi thiền niệm phật không mòn xác thân ta mong đạo phải chuyên cần nếu người tu học nên cần trao thêm trời nay xuất hiện nhiều điểm tu thì phải dáng học thêm mới thành niệm phật ngồi yên tịnh đứng không dính bụi trần niệm cho thân mát mẻ đặng vui vẻ bên trong niệm rửa lòng sạch sẽ tâm an lạc vui tươi niệm từ từ trong sáng phải cần niệm đừng rời lâu ngày được thành thơi không vơi đầy như trước niệm phật được chọn đời thì thành thơi biết mấy niệm điều quấy đừng làm niệm Phật cam khổ hạnh, niệm niệm chịu oan tình, đừng cầu xin mang tội, nhờ niệm thầm sám hối. Nếu có tội dáng truy, tâm bác ái vậy thì lòng từ bi tiếp chúng, qua bể thầm khỏi nguy, dáng kiên trì chọn đạo, thi bài, thiền định tâm ta như thế nào, nghĩ mình còn nặng phải làm sao, tự ta có cách thời được nhẹ, chờ ai cho bán hay gửi trao, thiền niệm Phật đi để ngăn ngừa. Dông bão bất thường nhiều cơn mưa. Lấy gì đỡ lạnh trong lúc đó? Ác nghiệp ngày nay phải dáng chừa. Thiền niệm để ta độ ta thôi. Từng khi đi đứng lại nằm ngồi. Siêu ngả hướng nào ta đã biết. Dáng trì niệm Phật để xăm soi. Chinh phục lòng mình có dễ đâu. Nghĩ suy thương xót lại buồn giàu. tâm viên ý mã ôi nháy mắt. Nhớ chỉ lục tự hỡi sáu câu thiền niệm Phật đặng về sứ Phật, ngồi bền lâu vật chất xa lìa, niệm sang thế giới bên kia, âm thầm chỉ niệm canh khuya an nhàn, thiền niệm Phật rảnh rang biết mấy, không lưu tâm sái quấy thủa nào, miệng hiền không nói thấp cao, chỉ dùng tư tưởng lâu mau niệm hoài, ngồi tỉnh lặng lâu ngày kết quả, thân hiền ra quý giá vô cùng, chỉ còn niệm Phật ung dung, ngày qua đoạn tháng sống cùng Phật tiên, đó là nhờ ngồi thiền niệm Phật, được an vui ra thất ngọc ngà. Tâm mình với Phật không xa, bạn lành yêu mến di đà đó thôi. Phải tỉnh lặng xăm soi thấu triệt, ngồi hơi lâu còn biết sự gì. Không màng cực khổ, cố truy. Đèn trần đã tắt trí thì sáng trưng. Nhờ thiền Phật mới hưng Phật Pháp. Phải hy sinh mới gặp Phật Ngài. Lau chùi mình sạch chớ ai. Di đà lục tự hàng ngày quét gom thiền không được ngó dòm ngoài cảnh. Đời làm sao cứu cánh được mình? Vô danh ẩn sĩ đen tin. Không phải thầy Phật chính mình độ tha. Người cư sĩ tại gia mê quý. Năng học thông đắc trí lệ làng. Sớm chiều cực nhọc không than. Đảo ao quốc rãnh niệm toàn Phật tiên. Thiền bất luận giữ hiền không ngại. Nếu có duyên trai gái cứ ngồi. Niệm thầm sáu chữ mà thôi dáng ngồi thanh tịnh hiểu rồi việc chi. Thiền niệm Phật việc gì cũng hiểu. Ta nhắc ta ta biểu những gì. Nói năng đức độ hàn vi. Thiền từ tâm tánh xét suy đôi lời. Dáng ngồi lâu thành thơi an lạc. Ta thấy ta mục nát cận kể. Xương mình như củi người chê. Trôi lên trôi xuống nặng nề thúi hôi. Xác gần giá đua đòi chi nữa. Thiền tu đi tựa cửa bóng đà. Nhờ thiền niệm Phật sáng ra trí tâm đạt được tinh ba dễ dàng. Cách ngồi, đầu vô ngồi phải xá, lưng để thẳng thong tha, mắt mở chẳng híp mi, tâm không nghĩ sự gì. Thở ra vô thường trực, chấm dứt nhớ thương buồn, hơi thở nhẹ cho xuông, niệm niệm đừng cho dứt, không nhớ ngày khổ cực. Tâm bế khỏi lục trần, tưởng toàn thân thanh tịnh, dùng trí để nội soi, đặng còn gì mình biết. Hãy tâm sanh tâm diệt, niệm giáo diết trông chừng không ngưng trong niệm Phật, niệm ám mất cửa phàm mới hành thiền rất khó sau hiểu rõ dễ dàng cố siêng năng bước tới ít lâu cũng đã quen nhờ thiền tu mới nhẹ được sạch sẽ tâm linh mình được mình rất quý tự hoan hỉ thứ tha nhờ sáu chữ di đà hàng phục ma tâm lấn nhờ đức phật hướng dẫn tâm kiến tánh huệ khai niệm hàng ngày bền trí chứa phật nhiều ngài chỉ cách buông bỏ trần gian tiền của vàng chất đốt để sẵn đó chờ giờ, vô minh nào hay biết, nhờ lối tu náo nhiệt, giác ngộ tận tâm lòng, thấy huyến không chán ngán, ngồi thiền như pho tảng. Đá cây gỗ nhiều đời, Phật đưa đến mọi nơi, chỗ nào mình nguyện đến. Nước cực lạc Tây Phương, chúng ta mong ngày ấy. Thiền Pháp đạt xong rồi, bước lên hồ thất bảo, quăng hết cảnh mê tịnh về bình an xứ Phật, không sợ mất sợ còn sống không không cảnh ấy không ngủ ngất như phàm trần gian trốn tù giam biết chừng nào phóng thích ta hiểu rõ đấy rồi nếu vì nào tầm muốn tập niệm phật cho nhuần lên ngồi thiền không động được khế hợp phật đà muôn ngàn vui nào kể cố gắng quên trần thế xin mong hết đạo đồng cùng ông bà cô bác tịnh chút lát lên thiền nam mô a di đà phật vô danh ẩn sĩ bút hiệu của đức cậu bần sĩ vô danh. Thiền định lắng tâm lìa ta bà. Niệm chữ a di đến tiên gia. Phật ở Tây Phương đã trông đợi. Đã mấy ngàn năm rước bá gia. Kỳ vân cư sĩ,